Cuộc sống có thể để lại cho ta những vết sẹo, nhưng ta không cần phải sống với những thương tổn. Tôi chỉ mới được 5 tuần tuổi, thì mẹ tôi phát hiện rằng có điều gì đó vô cùng bất ổn với tôi. Tôi bị nôn mửa liên tục. Nhưng điều làm mẹ tôi lo lắng hơn cả, đó là tôi cứ khóc mãi không nín. Bà đem tôi vào bệnh viện, nhưng các bác sĩ bảo rằng không có gì phải lo hết, chỉ là bé bị đầy bụng thôi. Họ bảo với bà như vậy. Sau nhiều lần quay lại bệnh viện, họ vẫn cứ khăng khăng rằng không có vấn đề gì hết. Nhưng tôi vẫn bị nôn ọe mãi. Cơ thể tôi ngày qua ngày cứ suy kiệt dần. Đó là lúc mọi chuyện hóa nghiêm trọng. Tôi uống sữa, ọe ra hết. Toàn thân trở nên mềm oặt, rũ rượi. Ngay cả tiếng khóc của tôi lúc đó nghe cũng thật yếu ớt. Và sau nhiều giờ thì chuyển thành những tiếng rên rỉ khò khè và rời rạc. Lần cuối cùng tôi vào viện, mẹ tôi nói với các y tá rằng tả của tôi lúc ấy đã khô ran nhiều ngày. Đến lúc đó, chuông báo động mới gióng lên. Y tá giật tôi khỏi vòng tay mẹ và đem đi cân ngay tức thì. Lúc ấy, tôi chỉ vỏn vẹn chưa được 1,8 kg, tức là chỉ bằng nửa trọng lượng lúc mới sinh. Và cái thóp trên đầu tôi đã thụt sâu vào trong hộp sọ. Hóa ra, tôi bị mắc một chứng rối loạn đường ruột. Nói theo cách bình dân là ruột của tôi bị xoắn và do đó cơ thể không thể hấp thụ dinh dưỡng. Các bác sĩ nhanh chóng nhận ra họ đã phạm một sai lầm lớn và vội vàng đưa tôi vào phòng phẫu thuật khẩn cấp. Cuộc chiến sinh tồn của tôi đã thực sự bắt đầu từ khi ấy. Thời ấy, phẫu thuật mà không hề có thuốc mê là phương pháp y tế áp dụng trong phẫu thuật cho trẻ sơ sinh. Tôi sống sót sau ca mổ, nhưng do một số biến chứng và cũng không được dùng thuốc giảm đau, cũng lại là một phương pháp y tế dành cho trẻ sơ sinh lúc bấy giờ. Tôi đã phải trải qua 18 tháng đầu đời với cơn gào khóc của bao đau đớn tột cùng. Từ quan điểm về giáo dục sơ khởi, thì qua những trải nghiệm ấy, tôi đã bị lập trình để nhìn nhận thế giới như là một nơi đáng sợ và đau đớn, lót nền cho tôi bước vào một cuộc đời đầy dẫy lo âu. Chữa lành cho đứa trẻ bên trong ta. Thúc đẩy bởi thương tổn từ thời thơ ấu và nỗ lực trốn chạy khỏi sự lo âu, tôi cuối cùng đã tìm cho mình thứ thuốc gây mê dưới dạng heroin. Lúc ấy, tôi mới 17 tuổi, và đến năm 20 thì tôi đã hoàn toàn là một con nghiện. 15 năm nối tiếp là một đoạn đời nghiện ngập triền miên. Nhưng tôi cũng còn may mắn, bị dồn ép đến chỗ suy sụp hoàn toàn trong một đêm đau đớn nhất trong đời. Tôi buộc phải nhìn thế giới từ một góc nhìn hoàn toàn mới. Đó là vào tháng 10 năm 2013, và tôi đã học được cách vượt thoát khỏi những nỗi đau từ trong quá khứ của mình. Thiền tập đã cho tôi nền tảng để phục hồi, nhưng bài thực hành về đứa trẻ bên trong chính là cách tôi đã học được để đối phó với những thương tổn từ thời thơ ấu. Trong bài thực hành này, tôi liên tưởng đến những sự việc đau buồn trong quá khứ, nhưng tôi cũng hình dung đến cả chính mình trong hiện tại là người sẽ thoa dịu cho đứa trẻ đang đau khổ, vốn không thể thoát khỏi nỗi đau của chính nó. Có một trải nghiệm dai dẳng trong tuổi thơ khiến tôi sợ hãi hơn cả. Nó bắt đầu khi tôi 7 tuổi và kéo dài trong nhiều năm sau đó. Cha mẹ tôi quan tâm đến tôi, nhưng họ cũng là những người nghiện rượu. Họ thường xuyên lái xe về nhà trong tình trạng say xỉn. Và tôi nhớ mồn một những lúc chờ cha mẹ bên cửa sổ phòng ngủ, mong rằng họ sẽ về nhà an toàn. Trước nhà tôi có một cánh đồng lớn, tôi có thể thấy được tất cả những xe cộ lái vào khu đất. Mỗi khi quan sát từ cửa sổ phòng ngủ như vậy, hy vọng của tôi cứ lớn dần với mỗi chiếc xe đi qua. Chắc đây là ba mẹ đây, tôi nghĩ.
Hy vọng càng lớn thì áp lực trong ngực tôi cũng càng tăng. Nhưng qua nhiều năm tháng, với hàng trăm chiếc xe chạy ngang mỗi đêm, tôi đã hiểu ra rằng hy vọng sẽ có thể vụt tắt chỉ trong tích tắc. Mỗi lần có một chiếc xe chạy ngang qua là tôi lại nằm xuống giường, thầm nguyền rủa cha mẹ đã bắt tôi phải trải qua cảm giác này. Tôi tìm cách thuyết phục bản thân rằng tôi chẳng quan tâm và cố ngủ. Nhưng hoàn toàn không thể. Cứ hễ nghe thấy tiếng động cơ ô tô là tôi lại nhảy phốc lên bên bệ cửa sổ. Tôi không còn sợ ký ức này nữa. Giờ đây, tôi hình dung đến bản thân mình thời còn 7 tuổi, chờ cha mẹ về nhà. Rồi tôi của bây giờ bước vào phòng, và với ánh đèn đường màu cam rọi le lói qua lớp kính cửa sổ lấm tấm mưa giăng, tôi quan sát cậu bé con từ đằng sau. Trông nó lạc lõng, mắt nhìn sâu vào màn đêm qua màn lưới cửa sổ phòng ngủ. Mấy tấm ván sàn nhà kêu cọt kẹt dưới chân tôi khi tôi bước về phía cậu bé, nhưng nó không quay lại. Khi tôi đến bên cửa sổ, tôi có thể trông thấy nó đang buồn. Vì vậy, tôi quyết định ngồi xuống với nó, và cả hai chúng tôi cùng nhìn vào màn đêm. Ban đầu, cậu bé không để ý đến tôi, nhưng khi tôi đặt tay mình lên tay nó, thì nó ngước lên. Tôi dang hai tay ra và ôm cậu bé thật chặt. Nó cũng ôm lại tôi thật chặt. Và cả hai chúng tôi đều cùng cảm thấy có một cảm giác thật nhẹ nhõm. Tôi hay hồi tưởng lại ký ức này, không phải để trừng phạt bản thân mình, mà để chữa lành cho đứa trẻ trong tôi vốn đã bị thương tổn nặng nề trong cuộc sống. Qua việc thể hiện rằng mình rất mạnh khỏe trong hiện tại, và nói với tôi ngày bé rằng mọi việc ổn cả thôi, mình sẽ chăm sóc cho bạn. Quá trình chữa lành được diễn ra một cách thật kỳ diệu. Chúng ta mang rất nhiều nỗi đau trong cơ thể mình, và bài tập này giúp tôi thoa dịu được nỗi thống khổ trong tuổi thơ tôi. Cảm nhận nỗi đau của ta. Tôi thực hành bài tập đứa trẻ bên trong này với nhiều ký ức đau buồn khác trong cuộc đời mình, đặc biệt là những ký ức làm tôi cảm thấy lo âu. Tôi lúc sơ sinh bị phẫu thuật mà không có thuốc gây mê, là người cần bài thực tập này nhất. Tôi từng không hề hay biết gì về điều này. Tôi từng nghĩ về tôi lúc ấy chỉ như một sinh linh bé xíu, và đó cũng là phần nào cái cách mà tôi tự tách mình ra khỏi nỗi đau. Nhờ Alison Ketting, bạn tôi, và cũng là một nhà tâm lý học, tôi đã có thể hiểu được tổn thương sớm nhất đó của chính mình, điều đã nhuộm màu lo lắng lên cuộc đời tôi. Đứa trẻ sơ sinh trong tôi chưa bao giờ ngưng tìm kiếm một liều thuốc gây mê, và khi tôi 17 tuổi, tôi đã tìm thấy nó dưới dạng heroin. Heroin làm cho tôi tê dại, thứ cảm giác mà tôi khao khát kể từ cuộc phẫu thuật đó, và nó đã cắt đi cơn đau đớn trong tôi. Nhưng nó còn làm nhiều điều khác nữa. Nó cắt mọi cảm xúc trong tôi, mọi mối quan hệ với những người thân chung quanh tôi, khi tôi ngắt liên kết giữa chính mình với cuộc sống. Cũng như đứa trẻ bên khung cửa sổ, đôi khi tôi lại ngồi với mình thời còn sơ sinh và ôm ấp nó trong vòng tay mình. Tôi có thể cảm nhận nỗi đau đớn của nó. Tôi có thể cảm nhận được nó đang quằn quại, cố tìm cách trốn chạy khỏi những cảm giác đau đớn trong thân thể. Nhưng tôi đã ở yên với đứa bé ấy, giúp nó chấp nhận cảm giác này, ôm ấp và chia sẻ nỗi đau với nó. Bây giờ, tôi đã mạnh mẽ rồi. Tôi hoàn toàn tự tin với chính mình. Tôi không còn cần đến heroin để chạy trốn thực tại nữa. Và khi tôi ngồi với đứa trẻ không có chút khả năng tự vệ này, tôi cho nó biết rằng rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Thông
thông điệp chính. Cuộc sống có thể để lại cho ta những vết sẹo, nhưng ta không cần phải sống với những thương tổn. Thay vì trốn tránh những nỗi đau thời thơ ấu, ta có thể hình dung về bản thân khi bé, người đã trải qua nỗi đau và hướng về ta khi ấy, bằng cách thể hiện mình mạnh khỏe và chia sớt nỗi đau thời thơ ấu. Quá trình chữa lành tuyệt vời sẽ được diễn ra. Tuy nhiên, tôi cũng có lời khuyến cáo rằng tôi thực hành bài tập này một cách vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn, và tôi khuyên mọi người cũng nên vậy. Nếu bạn chịu những tổn thương hay sự hà hiếp nghiêm trọng, tôi khuyên bạn hãy đi tìm sự hướng dẫn chuyên môn cụ thể. Bởi vì tiếp cận những tổn thương của bạn quá nhanh, có thể mang lại những tác động tiêu cực. Sương khoác mềm vai phố.